Ê Hà, tao bảo này. Cái gì đấy? Mày dẹp mẹ mấy thứ mày đang làm đi, không ích gì đâu. Mày lại giở trứng nữa à? Bấy lâu nay mày bỏ xa tao để tập trung vào hát hò. Mày xem mày nhận lại được những cái gì? Bao nhiêu là comment xấu, nào là ông này thì hát cái gì, tập trung vào nhảy đi, hát hò chán vãi rồi hát như. Mày nghĩ là từng ấy thứ còn chưa đủ để cho mày dẹp đi kìa. Mày làm dancer mà nghe khen quen rồi đúng không? Mới nghe chê một tí mà đã xuống tinh thần rồi. Sao mày yếu đuối vãi? Cái điều mình cần phải làm ở đây là chứng minh mình có thể làm được nhiều hơn thế. Mày bảo tao nghe khen quen rồi thì mày cũng biết được rằng là làm dancer tốt hơn rất nhiều mà đúng không? Mày tỉnh đi. Còn bây giờ đi hát nhá. Vừa già rồi này, đã không được đẹp trai, lại còn hỏng ở bên tai nữa, mày nghĩ xem mày làm được cái gì? Tao nghĩ mày mới là người cần phải tỉnh ra ấy. Tại vì đây là mình đi hát làm ca sĩ chứ không phải mình đi diễn thời trang. Cái mà cần làm ấy là phải thuyết phục khán giả bằng chính cái giọng hát của mày, bằng chính chất nhạc ở trong con người mày. Hỏng ở bên tai thì có làm sao? Điều đấy có nghĩa là mày phải cố gắng gấp đôi gấp ba người khác. Bỏ cuộc như vậy, hèn nhát như vậy mà được. Mày mạnh miệng như thế thì để xem mày làm được cái gì. Ở trong cuộc chiến sắp tới, tao với mày chờ xem tao sẽ làm được gì. Ok, để xem. Hãy chờ xem trận chiến lớn nhất của chúng tôi.